Và hai câu vọng cổ ca sĩ yêu cầu của đạo diễn Võ Hoàng Phương gửi tặng cho tất cả những người thân thương còn có mặt nơi đây. Anh Tán, anh Sáu Thủ Đức là một người anh là bao nhiêu năm nay với chị Thu là bao nhiêu năm nay bộ ba, đó là Chiêu Hùng, Trọng Nghĩa và Ngân Tướng. Giờ còn hai thôi, nhưng mà cái tình nghĩa lúc nào cũng nhớ đến Chiêu Hùng, vẫn có cái ly bia đó để mà nhớ đến Chiêu Hùng. Thôi thì Hùng ơi, tôi cảm tặng ông luôn, đó là chính đọc cái lương được mang tên Đương Gương Nguyên Bá Sệ Cá Sệ. Hai câu giọng cổ cá sệ mà cá lòn. Nguyễn Thị Luật, đúng không? À, ác nghiệp.
Ok, rồi hai anh em mình luôn ha. Đưa tên, rồi làm luôn. Bây giờ Kim Luận cùng với nghệ sĩ Văn Tuấn sẽ gửi đến đây là Đài Đột Xuất nha. Một chiếc đoàn cải lương rất là nổi tiếng được mang tên Ngôi Tình Trên Chiến Trận. Yeah.